rồi à, thầy hướng dẫn cái bằng thực hành à, trong cái bài số 3 của chúng ta thì à, ở trong cái bài này thì chúng ta sẽ xây dựng một cái cơ sở dữ liệu á, bằng mongodb à, bằng mongodb thì à, để xây dựng được cái cơ sở dữ liệu à, bằng mongodb cho sql của chúng ta đó thì à, đầu tiên thì chúng ta, <laughs> ta xem sơ về cái à, cái cái à, lý do vì sao mà mình sử dụng cái à, cơ sở dữ liệu mongo à, thì mongo db là cơ sở dữ liệu là no sql well. à, no sql well nghĩa là à, không qua quan hệ à, à, như là ở trên lớp mình nói rồi ha thì à, ở trong cái à, ở trong cái mô hình này á, thì các bạn sẽ thấy là mình có ba cái bảng nó như thế này đúng chưa à, thì à, nếu như mà chúng ta À, sử dụng cái uh, mail real mình lưu lại á, thì có thể là mình lưu cách bình thường á, mình có thể làm việc cách bình thường à, nhưng mà nếu như à, trong trường hợp mà, à, mà cái bản của chúng ta là cái bản à, à, rolex là bản sản phẩm à, bản rolex variant đó chính là cái biến thể của cái sản phẩm này à, mà trong cái biến thể sản phẩm này á nó có những cái trường nó thay đổi nó có những cái trường thay đổi thì nói ví dụ như là chúng ta vào trong cái <laughs> điện máy xanh đi. Đấy, vào trong điện máy xanh. Thì à, à, các bạn chọn cái TV đi. Thì các bạn thấy là TV này nó sẽ có giá khác nhau à, ở những cái biến thể của nó dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? À, dựa vào kích thước của TV, đúng chưa? Đấy. Rồi nếu như mà chúng ta vào à, một cái sản phẩm khác Ờ... À, như là cái tủ lạnh đi à, Tủ lạnh đi, đâu rồi tủ lạnh đâu rồi Đây à, Thì các bạn sẽ thấy Nó sẽ dựa vào những cái à, Thuộc tính để tạo những biến thể khác nhau Đó chính là gì à, 236 lít nâu nè 236 lít đen 256 lít đen đấy Nó có những cái thuộc tính như thế đúng không à, Hoặc là này, Chúng ta vào trong cái điện thoại đi Tìm kiếm uh, Một cái điện thoại đây. Mình vào trong một cái uh, sản phẩm thì các bạn thấy là uh, cái biến thể của nó uh, nó sẽ có thay đổi giá uh, theo cái uh, kích thước của cái uh, dung lượng bộ nhớ đúng không? Uh, rồi ở đây thì nó cũng thay đổi giá khi mà mình mình chọn cái màu sắc nó thay đổi. <laughs> uh, màu sắc thay đổi. Như vậy nếu như mà trường hợp á uh, chúng ta có những cái uh, biến thể mà có những cái thuộc tính nó thay đổi nó không có cố định à, nó không những cái thuộc tính của nó không theo một cấu trúc nó thay đổi à, thì lúc này chúng ta nên sử dụng cái cơ sở dữ liệu mongo à, sẽ hiệu quả hơn bằng cách là chúng ta sẽ tạo một cái sản phẩm à, thứ nhất, à, trong cái sản phẩm thứ nhất đi à, trong cái sản phẩm thứ nhất đi đây. À, đây là cái thằng product là sản phẩm này đúng không? thì trong sản phẩm này có cái sản phẩm thứ nhất nè thì à, trong sản phẩm thứ nhất này thì mình thấy nó có những cái biến thể à, những biến thể thì những biến thể này là nó sử dụng cái cái size nè cái material là để nó ra được cái giá này thấy không nó ra được cái giá đấy <laughs> hoặc là các sản phẩm khác thì các bạn thấy nó dựa vào cái gì dựa vào size nè, nó dựa vào color nè. Nó để ra cái giá khác ngoài ra thì nó đây nó có thêm một cái thuộc tính img nữa vậy rõ ràng các bạn thấy là khi mà ta sử dụng vision thì cái cấu trúc dữ liệu của chúng ta chúng ta có thể là thêm bớt À, tìm thích à, và mình sẽ à, quản lý rất là dễ dàng à, quản lý rất là dễ dàng à, còn nếu như ta sử dụng cái thằng mysql mình làm cái thằng này à, thì những cái thuật tính nó nó không cố định nó không cố định à, thì nó làm việc nó nó phức tạp hơn nha rồi bây giờ thì chúng ta để là việc với cái mongodb thì các bạn sẽ cài cái mongodb này nha. thì trong quá trình các bạn cài á thì các bạn cài luôn cái mongodb compass các bạn sẽ lên trên cái uh, trang web là uh, mongodb chai uh, community ha uh. rồi sau đó các bạn chọn cái kịp này uh, kịp này để các bạn tải về sau đó thì uh, các bạn chấm net nhấn net rồi nhấn chấp nhận ha uh, cài giống như bình thường ta. <laughs> uh, lúc này nó hỏi bạn là cô muốn cài uh, Uh, MongoDB Compass không thì các bạn nhớ là cài cái MongoDB uh, Compass luôn nha, Đó là một cái uh, ứng dụng để để quản lý cái dữ liệu của ta dễ dàng hơn. Rồi sau đó nhấn cài đặt, nhấn Finish. Sau khi mà các bạn đã cài xong cái Mongo rồi, uh, thì uh, uh, chúng ta sẽ bắt đầu tương tác với Mongo. Uh. Chúng ta sẽ tạo một cái uh, một cái lắp ba đi ở trong lớp 3 này thì các bạn sẽ CD đến à, chúng ta sẽ để, uh, CD đến 3 <laughs> rồi à, sau đó mình làm gì mình sẽ gọi một cái câu lệnh MDM init à, cái câu lệnh này dùng để khởi tạo init <laughs> mình để khởi tạo dự án của mình nó hỏi tên dự án là gì các bạn giữ nguyên version giữ nguyên mặc định đi nha cái này mặc định hết rồi sau khi mình làm xong thì nó ra cái bắt kịch di sinh trong đây bắt JSON sinh rồi sau đó thì các bạn tiến hành cài mbm install mongodb vô à, mình cài xong thì các bạn thấy là nó sẽ có cái thư mục node module nè à, những dự án của Windows nè đúng không à. rồi À, bây giờ thì à, chúng ta sẽ tạo cái file app cs file app.js ở trong cái file app cs này ấy, thì thầy sẽ à, đưa cái đoạn code này vào đây à, chúng ta thì đánh vào để cho quen nhé Rồi, ở trong đoạn code này thì có cái gì? Đoạn code này thì có cái gì? À, đầu tiên thì nó sẽ rewind cái thư viện của chúng ta vào. Đó là thư viện uh, uh, monggo. À, thư viện mongo Mình sẽ vào trong bucket.json nè. Các <laughs> bạn sẽ thấy là cái thư viện mongo của chúng ta nó đã được uh, hiện ở trong cái dependency này. À, được chưa? À. Cái file app này thầy bỏ vào trong thư mục lớp 3 nha. Đấy, phải cung cấp mới được. Rồi, sau đó thì mình sẽ khai báo một cái biến URL dùng để chứa cái cơ sở dữ liệu của chúng ta. Đó là nằm ở trong cái localhost host cái cổng là 27017, à, 27017. <laughs> Rồi, sau đó thì mình thầy sẽ dự định tạo một cái database của nó tên là bookshop. À, lúc này thầy tạo cái, cái, cái một cái biến là dirname để chứa chữ bookshop. Thầy tạo một cái mảng là products cái bảng này thì sẽ chứa những dữ liệu giống như là bữa trước ở trong cái bài cái bài lớp 2 của chúng ta, à, Lớp hai 2 của chúng ta. Rồi, sau đó thì mình thực hiện làm cái gì? À, thực hiện là mình sẽ à, gọi một cái hàm, hàm men à, à, mình sẽ khai báo định nghĩa hàm men và trong hàm men này á thì chúng ta sẽ thực hiện làm kết nối với MongoDB. sau à, thông qua cái gì? Thông qua cái URL ở trên nè, URL ở trên nha, à, thông qua kết nối URL ở trên. Rồi. <laughs> sau đó sao? À, sau đó mình thực hiện là gì? mình sẽ tạo một cái database tên là dnm em, à, cái này là chúng ta đang liên kết, đang liên kết với database gọi đến cái database là dnm em, đi bên em, cái biến là bên là bút sớm chưa trong trường hợp mà cái thằng database này nó chưa có à, được khởi tạo thì lúc này nó sẽ tự động nó khởi tạo luôn, à, còn có rồi thôi. rồi ở trong sau khi mình tạo được cái database rồi Uh, thì trong myurl thì nó có cái table là cái bảng uh, Còn trong đây thì nó có là collection uh, Collection nó giống như là table vậy đó uh, Nó gọi là collection Rồi yeah. uh, Thầy sẽ tạo một cái collection uh, Tên là robust yeah, Giống như một cái bảng robust <laughs> Sau đó thì thầy sẽ insert cái dữ liệu vô uh, Insert dữ liệu vô Bằng cách là gì? Insert many Many là insert nhiều là chèn nhiều dữ liệu vô uh, Chèn nhiều từ đâu? từ trong cái mảng no đất này Đấy, chèn những cái này vào từ trong cái mảng no này nha rồi sau đó thầy thêm một cái sản phẩm vào trong collection à, à, ở đây là cái thầy ghi tất cả các lệnh à, thêm xóa sửa tìm kiếm luôn à, để chúng ta biết là cách chúng ta thao tác từ đến cái những cái à, dữ liệu ở trong cái data mongodb như thế nào à. À, sau khi mình đã đưa vào sáu sản phẩm rồi thì giả sử như thầy muốn thêm một cái sản phẩm nữa <laughs> thì thêm một sản phẩm nữa à, thêm một sản phẩm nữa à, thì chúng ta thấy rằng nó là nó sẽ thêm vào cái sản phẩm là, tên là thứ bảy là thứ bảy thì này ở trên là insert many là nhiều ở đây là insert one là thêm một thôi à, thêm một thôi thì các bạn thấy cái câu lệnh của MongoDB ấy, nó ngắn gọn nó đơn giản lắm à, nó không có khó như là MySQL well. MySQL well là select gì uh, ta gì đó à. À, là insert gì đó à, update gì đó nó rất là khá nhiều còn cái thằng này nó ngắn gọn insert mini nè insert one này. Đấy. insert cái gì vô thì đưa dữ liệu đó vào nha yeah. hoặc là sau khi insert xong mình muốn sửa sản phẩm nào à, mình sửa sản phẩm nào à, à, thì à, mình sẽ sửa cái sản phẩm là sử dụng cái lệnh là update one là sửa một sản phẩm sửa sản phẩm đó có id bằng 7 à, id bằng 7 à, sửa như thế nào sửa theo cái mẫu update doc là cái mẫu trên nè. À, bằng cách thiết lập cho nó là cái range là cái giá là 750. mươi, à, thì lúc này nó sẽ sửa cái giá của cái sản phẩm đó thứ bảy nè, 700 này thì hiện thay thành 750 nha. <laughs> mình có thể là tìm kiếm sản phẩm à, rồi mình in kết quả nó ra ngoài. bằng cái gì sử dụng cái câu lệnh file. À. Rồi, à, cái, cái 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 biến lọc và cái dữ liệu mình lọc đó là cái gì? đó là giá mà lớn hơn, à, rồi GT nghĩa là à, à, lớn hơn. À, 300, ở đây lại lớn hơn 300. À, sau đó thì sức kết quả ra ngoài. Đấy. Còn nếu mình muốn xóa một cái sản phẩm nào đó thì ta sử dụng là delete one. Đấy các bạn thấy cái câu cái câu lệnh nó rất là đơn giản đúng không? Insert, update, delete. À. Xóa cái nào, xóa cái đi 7. <laughs> rồi cuối cùng mình đóng kết nối lại, ha, thì trên là cái phần định nghĩa thôi, còn muốn dưới mình muốn thực hiện cái lệnh đó thì mình gọi hàm này, amen, gọi hàm amen, đấy, thì nó sẽ thực hành ở trên, có lỗi thì nó xuất lỗi, ha, rồi, như vậy thì mình thấy là những câu lệnh mà tương tác với db nó rất là đơn giản, ha, sau khi mình chạy cái này thì chút nữa mình sẽ ra được một cái dữ liệu đó là nó là một cái mảng. nó là cái cái mạng dữ liệu giống như trong cái mảng trong đây nè, giống như là một cái À, một cái dữ liệu à, mà có cái bảng là cái .csv và trong đó thì nó có dữ liệu giống như ở trong đây mình đưa vào nha. Rồi bây giờ để chạy cái thằng này thì chúng ta sẽ <laughs> viết một câu lệnh đó là gì? nó app à, cs Not app .cs nghĩa là mình sẽ chạy chạy cái file này à, chạy cái file này đây sau khi chạy phe này thì các bạn thấy nè à, nó sẽ in ra chúng ta phía dưới nè à, in ra chúng ta phía dưới hồi nãy giúp ta làm cái gì đây ta tìm những sản phẩm nào lớn hơn 300 này đúng không à, thì nên ra là 400 500 này 600 này đúng không 400 500 600 này đấy những cái sản phẩm nào nó có thì nó sẽ in ra nè. 750 nè đúng không à, 750 là sao 750 là sao <laughs> ở trên đây chúng ta thêm vô có 700 là sản phẩm thứ bảy nhưng mà dưới đây mình đã sửa sản phẩm lại thành giá 700 rưỡi rồi do đó khi ở dưới đây nó sẽ in ra cái sản phẩm là 700 rưỡi nha sau khi mình chạy cái đó xong rồi á, á thì các bạn sẽ qua bên cái uh, uh, MongoDB Compass, à, MongoDB Compass đó là cái ứng dụng mà là kèm vô hồi nãy chúng ta cài cái MongoDB đó à, lúc này chúng ta sẽ À, kết nối tạo kết nối đến MongoDB Cloud host 27017 à, thì cái thằng này quản lý cho ta dữ liệu nó dễ dàng hơn ha. Thôi, <laughs> à, khi mà mình mở lên đó à, thì các bạn thấy lúc này mình đã mình đã tạo được một cái cơ sở liệu là bookshop như hồi nãy mình đặt tên này. đúng không? À, và ở trong đây thì có cái à, có cái bản rosette nãy mình tạo nè, đúng không? Gọi là collection. Rồi, nó có những cái gì <laughs> nó có cái sáu sản phẩm mà nãy mình tạo sáu à, sản phẩm mà nãy mình tạo à, tại sao sáu nãy là bảy mà tại sao lại sáu tại vì khi mình đã xóa cái thằng thứ bảy này rồi à, các bạn thử bỏ từng câu lệnh trong đây để nó ra như thế nào nha Đấy. rồi à, mỗi cái à, mỗi cái thằng à, mỗi cái sản phẩm này á à, thì các bạn thấy là chúng ta có thể thể hiện cái bên cái di sình à, mình thêm mình thay di sình mình thấy trang di sình không đúng không à, nó giống rất giống gì sinh à, và chúng ta có thể là cái gì sửa này à, mình muốn sửa gì đó mình sửa đâu rồi à, mình sửa dữ liệu gì đó mình sửa đúng không à. và chúng ta có thể xóa nè à, xóa dữ liệu nè nha à. đấy, xóa dữ liệu rồi cũng có thể là thêm dữ liệu vào nó nè à, ta thêm vào này à, à. thêm từ một cái gì sinh này à. hay là tự thêm vào À, tự thêm vào gõ bình thường à, gõ bình thường à, gõ dán giọng Dán giống như là di sản gì đó à, gõ vào <laughs> rồi như vậy thì qua cái bài này á, thì các bạn sẽ thấy là chúng ta đã thực hiện được thao tác là chúng ta kết nối được cái cái sự dữ liệu mongodb à, chúng ta đã tạo được những cái dữ liệu à, đó là một cái bảng Mà trong cái bảng đó thì nó có những cái những cái à, những cái à, sản phẩm à, mình đã đưa vào rồi À, những sản phẩm nó có đưa vào rồi giống như record vậy đó à, ở đây gọi là document ở bên MongoDB thì nó gọi là document đấy rồi thì uh, chúng ta đã thực hiện được thêm số sửa tìm kiếm à. các câu lệnh thì các bạn cũng đã uh, nắm được cách thao tác như thế nào rồi còn nếu mà muốn uh, để hiểu rõ hơn á uh, thì chúng ta có thể vào Wikipedia School chúng ta vào cái phần nó CS MongoDB này đấy à, trong cái phần này uh, thì uh, các bạn sẽ thấy là <laughs> nó có rất nhiều câu lệnh này mình có thể xem thêm, à, có thể xem thêm trong đây à, những câu lệnh này thấy chưa? Để. rồi như vậy thì nhiệm vụ của chúng ta là chúng ta sẽ tự tạo ra một cái cơ sở dữ liệu của mình để làm gì? để thực hiện là cho cái assignment của mình, à, thì trước chúng ta phải có được cái rolex nè ít nhất chúng ta phải có được category nè, chúng ta có và được cái user này. Đó. nè, đó phải có cái user, Đấy rồi những cái trường thì mình tạo uh, <laughs> mình tạo uh, giống như là ở đây tham khảo giống như ở đây, tham khảo giống như ở đây, Đấy rồi ngoài ra thì các bạn tự tìm hiểu thêm cái chức năng là thêm xóa sửa dữ liệu, import file json trên mongodb, à, giống như nãy thầy có nói. À, mình tự tìm hiểu thêm, mình thao tác thêm cho nó như thế nào à, để cho nó vẫn. À, chúng ta sẽ dùng cái code này, à, dùng cái code này để mà mình có thể tạo lại cái cơ sở dữ liệu cho category, mình có thể tạo cái sở dữ liệu cho user nha. À, rồi, <laughs> vậy thì à, nếu như người ta muốn à, xóa cái à, cái bảng này á, thì các bạn có thể là đất uh, nè rút xóa cái này thì có thể vô cái drop collection. Thì mình xóa, à. nó kêu là gõ vô cái thằng thyroid nè. Xóa đi. À, được chưa? À. Thì do cái bảng này nó có do cái cơ sở dữ liệu chúng ta có một bảng thôi. Do đó mình khi mình xóa thì nó mất luôn cái thằng cái bạn cái sở dữ liệu luôn, cơ sở dữ liệu của luôn của mình ha. Rồi, nếu như mà chúng ta muốn uh, xóa cái sở dữ liệu thì chúng ta có thể bấm vào đây, bấm đây, bấm à, vào đây. Rồi mấy cái này là của cái uh, đi DB thì mình được cái 6 nha. Yeah. Rồi ok.